Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại với kênh Ichimoku Club nha. Thì hôm nay thì một cái phiên mà anh chị thấy là nó giảm khá là mạnh đúng không? Đâu đó là 34 điểm. Thì hôm nay mình cập nhật tình hình thị trường tí cho quý anh chị nhà đầu tư an tâm hơn nha anh chị. Thì cái vấn đề đầu tiên thì anh chị thấy là thường là những cái cú giảm mạnh á, thì nó phục hồi, những cái phiên sau đó thì nó phục hồi lại thôi. Những cái phiên mà giảm mạnh kèm với cái thanh khoản lớn anh chị. Thì ở đây anh chị nhìn vô anh chị thấy là cái hỗ trợ của mình quanh khu vực là 1230 thì nó còn một cái hỗ trợ nữa nha anh chị. Ngày mai thì mình nghĩ là mở cửa phiên sáng thì nó sẽ gặp luôn cái vùng giá hỗ trợ này, có thể nó sẽ đi xuống đâu đó tầm cỡ 10 điểm nữa, sau đó nó sẽ có những cái nhịp hồi phục trở lên thôi. Thì khi nó hồi phục trở lên thì mình canh cơ cấu cái tài khoản cho một cách hiệu quả thôi. Trong giai đoạn này thì anh chị nào xác định nắm giữ không, chờ xu hướng về dài hạn hơn thì có thể tiếp tục view theo nắm giữ thôi. Còn anh chị nào mà xác định đầu tư ngắn hạn gì đó thì có thể là canh cân đối lại, dịch chuyển qua những mảng cổ phiếu khác. Ở trong giai đoạn này nếu như mà cái mảng cổ phiếu mình yếu quá thì đối với mình nghĩ thì ngày mai nếu như mở cửa ra thì anh chị nhà đầu tư không cần phải bán nữa, anh chị chờ cái xu hướng thị trường nó xác lập trở lại, lúc đó mình có thể là cần cân đối lại sau. Bây giờ bám trụ theo và theo dõi cho mình cái vùng giá hỗ trợ của thị trường nha anh chị. Về mặt ngắn hạn cũng như là về mặt cái trung hạn đây, thị trường nó đang có một cái hỗ trợ ở quanh khu vực là 1230 nha anh chị, 1230, 1229, 1229 mình thấy là tương đối ổn đối với thị trường thôi. Mình thì đối với mình thì mình thấy là bình thường nha anh chị, mình không có lo lắng như giống như những cái giai đoạn trước này nữa, không có quá lo lắng nhiều đối với giai đoạn trước nữa. Hôm nay thì mình chưa mua bán gì anh chị, chưa bán gì đó. Thì đối với những cái mạng cổ phiếu anh chị thấy như DG bây giờ mình cầm ở trên vùng giá 39 nhưng mà thấy cũng khá là bình thường thôi anh chị. Quan trọng nhất bây giờ cái câu chuyện là tiền ở đâu để khi mà nó giảm điểm mình có thể cân đối lại thôi, còn bây giờ là không có cái câu chuyện mà vô những cái mạng cổ phiếu ấy nữa anh chị. Bây giờ là phải phải xem xét cân đối lại cơ cấu lại cái tài khoản thôi, một số nào đó nó lãi được 1-2% gì đó, nếu như mà mình thấy nó yếu yếu thì mình có thể cân đối cơ cấu để là tóm gọn lại, gọn gàng lại cái tài khoản một cách cho nó hiệu quả thôi, chứ còn lại không có bán mua lung tung nữa anh chị. Trong giai đoạn này phiên hôm nay thì nó giảm điểm về lại cái vùng giá đáy cũ thôi, chờ phiên xác nhận phiên giao dịch ngày mai nha anh chị, một cái phiên rũ bỏ hết những giai đoạn này bứt phá. Đặc biệt là cái phiên giao dịch hôm nay thì anh chị thấy cái thanh khoản thị trường tương đối lớn. Thì tiếp theo thì mình sẽ đi về phân tích nó đi ngang đáy miết, anh chị thấy nó đi ngang miết, nó không có lên được, cuối cùng nó phải quay đầu nó giảm điểm. Ok, mình sẽ đi về cái thì anh chị nhà đầu tư cũng an tâm thôi, thì quen rồi anh chị. Nói chung là những cái phiên sập này anh chị nhà đầu tư cũng quá quen rồi, những phiên như thế này thì anh chị nhà đầu tư quen hết rồi. Trong giai đoạn này mình thấy là cái cảm xúc của anh chị nhà đầu tư nó không còn còn nhiều nữa đúng không? Mà cái câu chuyện đó là cái T cộng 2 này, T cộng 2 này nó cũng khó chịu anh chị đúng không? Cái T cộng 2 này nó tương đối khó chịu anh chị, tại vì cái lượng hàng về phiên chiều á nó quá nhiều. Mà như chiều hôm nay nè anh chị, cái áp lực đó mình nghĩ là nếu trong thời gian sắp tới mà phải cần có một cái chính sách gì đó phải thay đổi lại anh chị. Chứ để mà cái khối lượng mà hàng về mà phiên chiều như thế này thì nó bán chịu sao nổi anh chị. Tính ra bây giờ là khó khăn á, thanh khoản thì đã có rồi nhưng mà cái vấn đề là cái lượng hàng về tương đối nhiều đúng không? Lượng hàng về nhiều quá thì bây giờ nó khổ cho nhà đầu tư thôi, nó biến đổi khó lường quá không? Thì bây giờ là cái lượng hàng về phiên buổi chiều đây mình thấy cũng mệt mỏi. Cái này thì lúc trước mình đã nói với chị nhà đầu tư rồi, cái áp lực thì khi mà hàng về phiên chiều mà gặp thêm cái biến động nữa thì nhà đầu tư họ bán ác lắm anh chị, họ bán để họ chạy á. Thành ra là cái phiên giao dịch hôm nay thì thật ra đâu có gì đâu anh chị, đâu có cái gì đâu mà nó đùng đùng cái người ta bán, ông người này rủ người kia bán, cuối cùng nó bán sập thị trường thôi. Ở trong giai đoạn này mình đi về phân tích những cái nhóm ngành nha anh chị, nhóm ngành rồi những cái mã cổ phiếu tiềm năng cho quý anh chị nhà đầu tư cũng như là những cái bản tin bình thường thôi, có gì đâu. Đối với mình thì những cái cảm giác này khá quen rồi gì, gồng miết rồi quen, gồng lỗ miết quen rồi, đây là giai đoạn này nó cũng khá bình thường đúng không? Ok, về nhóm bất động sản thì anh chị thấy là nó vẫn trụ được cái kênh giá này nha anh chị, nó là một cái trục giá đi xuống mà thì bây giờ nó vẫn trụ được thôi. Ở trong giai đoạn này thì mình thấy nó vẫn tương đối và nó trụ được hàng ở đây, nhưng mà nếu như mà nó xuống sâu quá anh chị, nó nằm ở dưới đây lâu quá thì khi nó đi lên nó sẽ gặp những cái bùng cản khó khăn hơn, nhưng mà tương đối đẹp đối với nhóm bất sản thôi. Ok, nó đang bán ở đây mà, đang bán về cái mặt trung hạn dài hạn ở khu vực này nên cũng sao. Mình nhóm cảng biển thì chưa có gì, cao su thì chạm hỗ trợ. Ok, nhóm cao su, nhóm chứng khoán thì nó vẫn đang nằm một trên giá đi xuống anh chị. Nhóm chứng khoán bây giờ nó giảm điểm mới ngon, quan trọng nhất là bây giờ tiền ở đâu mình tham gia vào đây nè anh chị. Cái nhóm cổ phiếu chứng khoán bây giờ không biết tiền ở đâu để mua đây, bây giờ nó chỉnh về những cái vùng giá ưng ý rồi nè, nhưng mà giờ không có tiền mua nè, bây giờ nó đang là một cái kênh giá như này anh chị. Hiện tại thì nó vẫn đang trong một xu hướng giảm điểm thôi, nó mà phá được cái trên giá này ra, ví dụ như nó rách được chỗ này ra thì nó mới kết thúc được cái sóng sóng giảm này nha anh chị. Thì mình chờ thôi, không biết tới khi nào, nhưng mà
một vài phiên tới nếu như mà nó rách ra được thì mình nghĩ là nó sẽ có xu hướng tích cực trở lại thôi. Nên anh chị nhà đầu tư an tâm đối với nhóm chứng khoán nha anh chị, mình thấy giảm điểm là cơ hội đó. Nhưng mà quan trọng nhất trong giai đoạn này đó là cái anh chị, đa số anh chị nhà đầu tư đều đang ôm hàng, cái lượng tiền thì nắm giữ ít đúng không, để mình mua mới thì bây giờ mình nó kẹp cứng hàng rồi, sao mình có tiền mình mua nữa. Còn đối với anh chị nào có tiền thì quá đơn giản rồi đúng không anh chị, có tiền trong tài khoản quá đơn giản rồi. Cái mà anh chị nhà đầu tư lo nhất trong giai đoạn này đó là mình đang full hàng thôi. Về nhóm công nghệ thì cũng bình thường thôi. Dầu, giá dầu thì mình nghĩ là trong giai đoạn này thì nó cũng đang nằm ở trong một trend giá đẹp anh chị, không chờ nó hồi phục lại thôi. Đối với giá dầu thì phải đợi thôi, mà giá dầu nó giảm nó neo quanh vùng giá này cũng được. Đối với nhóm dầu khí thì anh chị thấy nó test nó về lại cái vùng giá bên dưới, thì đối với nhóm dầu khí anh chị có thể là nó sẽ hình thành ra cái mô hình vai đầu vai gì đó anh chị, thì mình thấy tương đối ổn. Nói chung là chỉ số ngành thì nó biến động không nhiều đâu. Phiên giao dịch hôm nay nhóm dầu khí thì chỉnh thì có thể tham gia được đúng không, ví dụ như con BVD đi. BVD là một trong những cái mã cổ phiếu mình thấy anh chị nhà đầu tư tương đối khoái đối với mã cổ phiếu này, thì bây giờ nó xuống nó tạo cái cúp đây nè anh chị, hôm qua mình có nói nó mà tạo được cái cúp đây thì tại sao mình không có tính câu chuyện mình vào đối với BVD đúng không anh chị. Cái nó xuống lại những cái vùng giá phía dưới này quanh vùng giá 18 gì đó, đó là cơ hội cho mình tham gia vào. Nhưng mà tới giai đoạn đó, thứ nhất là mình không có tiền, thứ hai là mình sợ cái giá đỏ của thị trường, mình không nhắm vào thôi. Nhưng cái bản chất đâu quá quanh khu vực vùng giá 18 là tương đối đẹp, đó là một trong những cái vùng giá mua mình nghĩ là tương đối tốt để cho anh chị nhà đầu tư nào có thể chú ý tới cái mã cổ phiếu này có thể tham gia được. Và mai nó đạt một phiên nữa thì nó sẽ về tới đó thôi. Dầu khí, dịch vụ nó đang đi ngang nha anh chị, dịch vụ nên giá đẹp lắm. Về Dow Jones Future thì anh chị thấy là chỉnh từ đỉnh nó xuống tương đối rồi đúng không, sau đó là tầm cái nhịp sóng hồi này nó tương đối, bây giờ phải chờ thôi nó có đi lên lại theo cái sóng này không thôi. Tại vì về tháng 9 này thì Fed tiếp tục công bố lãi suất thì khả năng nó sẽ lình xình và chờ tới cái vấn đề đó là công bố lãi suất rồi tiếp tục nó mới có xu hướng tiếp theo anh chị, nghĩ là nó sẽ đi ngang ở trong cái biên độ này. Ok thôi, nó chỉnh cũng tương đối rồi, bây giờ chỗ này nè anh chị, chỗ này bây giờ mình thấy là nó quá sợ hãi rồi, bắt đầu nhà đầu tư họ có cái tâm lý là khá là bi quan vô trong giai đoạn này rồi, thì mình thấy là bình thường đối với thị trường Mỹ trong giai đoạn này, khả năng nó có thể phục hồi lên lại sau đó nó xuống lại một nhịp nữa nha anh chị. Ok, dược phẩm, dịch vụ y tế, giáo dục, vàng thì không phải thua đâu, vàng thì mình mong cho nó giảm, vàng coi chừng nó tạo hai đáy nó đi lên nữa chết đó nha anh chị. Vàng nó tăng không tốt đâu, vàng nó tạo hai đáy này, hai đáy ngang này anh chị, cái W á nó lên lại đây nữa cái là tiêu á, nhưng giỡn đó ngon, nó đi lên lại nó tạo thành cái mô hình W nữa. Mid cap thì vẫn đang đi ngang nha anh chị. Ok, cổ phiếu lớn, cổ lớn thì nó mất cái chỗ này hơi xấu đúng không, nó mà trụ được thêm tí nữa thì ngon. Mid cap, năng lượng thì vẫn vậy thôi. Ngân hàng thì chưa có ấy nha anh chị, khả năng nó xuống lại nó lên lại thôi. Nhóm ngân hàng tương đối đẹp, nói chung nhìn vô nhóm ngân hàng thì có cái mã cổ phiếu STB là một, VIB là hai nha anh chị, hai mã đó thì khá ok. Thì chiều hôm nay khi nó công bố cái vấn đề nới room tín dụng anh chị, thì một số ngân hàng thì cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư á, ngày trước á, thì nó lại thấp hơn cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư. Riêng chỉ có STB là một trong những cái mã cổ phiếu mà nó vượt lên khỏi cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư thôi. Còn lại mấy cái mã cổ phiếu ngân hàng khác khi nó rơi room á, thì room nó nhỏ hơn, room nó thấp hơn cái mà nhà đầu tư kỳ vọng, thành ra là chưa tăng được. Nhưng mà mình vẫn đánh giá cao đối với nhóm bất động sản với lại nhóm bất động sản nha anh chị, nhóm bất động sản với lại cái nhóm chứng khoán. Nếu mà chứng khoán điều chỉnh sâu cái nữa vô được. Quan trọng nhất là những cái phiên giảm điểm này anh chị, tại vì cái cơ hội là cái cơ hội lớn nhất là tới từ cái giảm điểm mà. Nhóm thép đồ cũng tương đối đẹp này. Nhưng mà cơ hội của mình đầu tư lớn nhất đó là cái khi mà thị trường nó giảm điểm, thì cái lúc đó là cơ hội mà để mà khi mình vào á, giá cổ phiếu ví dụ 10.000, khi đó thì giá cổ phiếu nó có 8.000 thôi thì mình lợi 2.000. Thì cái quan trọng nhất là khi thị trường giảm điểm thì mình hãy suy nghĩ đó là cái cơ hội để mình vào, và mình tìm kiếm cái cơ hội đó là bằng cách là làm sao đó để mình suy nghĩ có cái cách là tiền để mua vào anh chị. Giai đoạn này thì mình bây giờ mình cũng hết sức để mình mua rồi, thành ra là ngày mai có thể là mình phải cân đối lại những cái mã như lãi hoặc là nó đang quanh vùng giá tham chiếu gì đó, mua vài phiên rồi mà nó không có lợi nhuận anh chị, nó không đi được á, thì có thể là mình phải bán bớt để mình cân đối lại những cái mã cổ phiếu nó xuống thấp, những cái vùng giá thấp để mình cân đối lại thôi. Cái đó là cái chiến lược của bản thân mình để mình chia sẻ cho anh chị cái góc nhìn để mà anh chị biết cách giải quyết cái tài khoản trong giai đoạn sắp tới. Ví dụ như mình có một số mã nhược phiếu như là như DBG đi, mai mà hàng về mà nó không giá cao gì đó thì mình cũng phải
Đấy, cân đối lại. Không, ít chứ không nhiều, nhưng mà mình phải, nếu mà nó có lợi nhuận thì mình phải xử lý để mình có thể hỗ trợ cho những cái mã cổ phiếu khác. Không, BCG thì nhú lên được một xíu rồi, thì bây giờ nếu mà không cần thiết thì phải phải xử lý để mà cân đối lại những cái mã cổ phiếu khác. Đó là một cách mà để cho cái tài khoản mình nó dễ thở hơn thôi. Còn bây giờ mình có thể là nắm giữ hết thì cũng được, nhưng mà nếu như mà mình chọn những cái phương án nào đó để cho cái tài khoản của mình nó dễ thở hơn, và đặc biệt là những cái mã cổ phiếu mà hiện tại đang âm nặng á, làm sao mà mình không có bán cổ phiếu đó ra. Tại vì khi mà anh chị thấy là lợi nhuận ví dụ như lỗ tầm mười mấy phần trăm á, để mà mua một cái mã cổ phiếu lại mà có được mười mấy phần trăm anh chị, nó cực kỳ khó luôn, nó cực kỳ khó. Thành ra là mình phải đang tính cái câu chuyện đó, mình cân đối lại cái tài khoản của mình một cách nó hiệu quả nhất, sau đó là mình mới ấy thôi. Chứ còn bây giờ mình cũng phun rồi anh chị, cái sức mua nó không còn nhiều đâu, vẫn còn nhưng mà cái sức mua nó không còn nhiều nữa. Thành ra bây giờ là phải xác định, nếu mà ngày mai, phiên ngày mai mà có một số mã cổ phiếu đó mình thấy yếu yếu thì mình có thể là dịch bớt qua những cái mã cổ phiếu cân đối lại, đang âm nặng thôi, để mà giữ cái tài khoản của mình thôi. Chứ còn lại việc mà mua bán lung tung hoặc là cắt lỗ thì mình cũng chưa xem xét tới cái vấn đề này, gì chưa phải là lúc để mà mình có thể bán tháo hết cổ phiếu ra ở trong giai đoạn này. Đó là cái góc nhìn cũng như là chia sẻ cái quan điểm cơ cấu là cái tài khoản của mình trong giai đoạn này cho quý anh chị nhà đầu tư thôi, đúng không? Thì sáng hôm nay có FCN, nhưng mà xui cho những cái mã cổ phiếu này anh chị là một cái phiên bứt phá, nhưng cuối cùng nó gặp cái thị trường xấu, đúng không? DBG tăng khá tốt rồi, DBG tăng dày được rồi, nó giống như con nãy không anh chị, FCN đó. Còn DG thì hơi đuối, nó vẫn nằm trong một cái trục giảm điểm nha anh chị. Mình chờ đợi cái phiên giao dịch hôm nay để nó rách ra khỏi xu hướng này, tại vì khi nó chạm lên trên đây này anh chị, đâu đó là vùng giá 38, nghĩ là nó sẽ phá vỡ được cái trend giá để nó đi lên, nhưng cuối cùng nó lại quay trở lại. Thì ngày mai nó không phá được trend giá này mà nó kết một cây nến xanh thì cũng hết sức bình thường đối với cổ phiếu DG thôi. Bu hơi đông thì người ta bỏ tháo chạy thôi. Ok, cảm ơn một chị là Phượng Hồng. Chị có mời cà phê nhưng mà không biết là ai anh chị. Chưa thấy nhắn tin nhưng mà thấy mời cà phê mình. Cảm ơn chị nhiều nha. Thì chắc là có lợi nhuận một mảng phiếu nào đó. Ok thôi, giai đoạn này thì mình nghĩ là cơ cấu cân đối là cái tài khoản cách tốt nhất thôi. Anh chị cũng đừng quá lo lắng lắm nha anh chị, tại vì khi thị trường nó giảm sốc á, nó giống như câu chuyện tháng 7 đi. Cái tháng 7 của mình hồi năm ngoái á, thì anh chị quay lại cái lịch sử tí đúng không? Ở đây thì mình sẽ mở cho anh chị nhà đầu tư file an đi anh chị. Thì file an đi. Thì cái này thì mình đã đưa cho anh chị nhà đầu tư xem xét rồi, giai đoạn vừa rồi, nhưng mà cuối cùng là thị trường nó đi ngang, nó không có chỉnh liền. Mình nghĩ là bây giờ là thị trường nó chưa có sập liền đâu anh chị. Anh chị đừng có quá lo lắng lắm nha. Nó giống như tháng 7 đi, một cây nến giảm nữa, một cây nến giảm ngắn nữa, sau đó nó quay lại. Ok thôi. Này thì phải chờ đợi nha anh chị. Ok, bình thường. Một phiên ngày mai nữa thị trường nó có thể hồi phục được, phiên ngày mai nữa, khả năng phiên ngày mai nữa nha anh chị, sáng ngày mai nữa đạp về 1230 gì đó. Ok, cái này thì sáng ngày mai mình sẽ cập nhật cho anh chị nhà đầu tư nha anh chị lưu ý vấn đề này. Cảm ơn anh chị nhiều nha. Ok mọi người, thì mình cũng xin kết thúc cái buổi cập nhật tình hình thị trường nha anh chị. Hẹn anh chị vào tối hôm nay thì mình sẽ trả lời cho anh chị những cái mã cổ phiếu nha. Chúc anh chị có một cái buổi tối ngon miệng và bình tĩnh để mình xử lý cái tài khoản trong giai đoạn sắp tới. Có gì thì anh chị cứ alo cho mình theo số điện thoại trên màn hình nha anh chị. Mình sẽ cố gắng hỗ trợ cho quý anh chị nhà đầu tư, đặc biệt là đối với anh chị nào mà yêu quý thì có thể là mở tài khoản giao dịch, tham gia vào những cái dòng khách hàng bên mình để mình có thể chăm sóc hỗ trợ cho anh chị nhà đầu tư tốt hơn. Cũng như là anh chị nào mà có cái vấn đề gì đó thì có thể liên hệ với mình để mình có thể cập nhật cũng như là chia sẻ những cái góc nhìn cho quý anh chị nhà đầu tư nha. Anh chị cũng đừng quá lo lắng lắm, tại vì cái lịch sử anh chị thấy là nó có những cái phiên còn đẫm máu hơn nữa, nhưng mà cuối cùng là thị trường nó cũng bình ổn trở lại thôi. Tất cả mọi thứ sau cơn mưa trời lại sáng nha anh chị, không có vấn đề gì hết.
Ok, cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào tối hôm nay nha anh chị. Tối hôm nay thì có thể là làm hơi trễ anh tí anh chị, tại vì thứ tư mình phải họp nữa. Ok, cảm ơn mọi người nha.